Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại với kênh Bất Động Sản Phía Tây Duy Tùng Dreamland. Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn nha. Một siêu phẩm vừa mới ra lò xong, rất là đẹp, rất là vuông. Giới thiệu, sau đây sẽ giới thiệu cho quý anh chị và các bạn đây. Một sản phẩm có thể nói là lô góc hai mặt đường và nằm ở thế đất rất là cao, rất là thoáng. Một sườn đồi. Tổng diện tích của lô đất là 988m. Vâng, đây chính là lô đất 998m. Vâng, lô đất vừa mới cải tạo nên là vừa mới ra lò nên là đang được cải tạo. Tổng diện tích là 998 quý anh chị nha. Và có 240m đất ở. Đấy, rất nhiều đất ở. 240m. Và lô đất nằm tại thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch. Thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai. Đấy, quý anh chị có thể thấy không? Đằng sau lô đất là một quả núi. Đấy, có thể nói là lô đất này nằm trên thế đất rất là cao, nằm trên sườn đồi, thế đất thoai thoải, rất là đẹp, rất là thoáng. Ở đây thì không khí rất là trong lành rồi. Lô đất là 988m, có 240m đất ở. Và đường trước mặt thì là hai ô tô tránh nhau. Vâng, lô đất có mặt đường, tức là mặt tiền của lô đất là 27m. Đấy, 27m mặt đường. Mặt đường 27m dài miên man luôn. Vâng, phía tay em chỉ đó là đi lên một sườn đồi. Đấy, lên một sườn đồi có vị trí cao hơn. Và phía chỗ tay em chỉ có giật cấp ở trên đồi kia, đó là đường mòn Hồ Chí Minh. Đấy, ranh giới của đường mòn Hồ Chí Minh đó. Đã đang được hạ cấp xuống từ một núi đá rất là cao hạ cấp xuống. Đó chính là đường mòn Hồ Chí Minh. Thì lô đất này cách đường mòn Hồ Chí Minh rất là gần thôi, chưa đến 100m là đường mòn Hồ Chí Minh. Đấy, quý anh chị nha, rất là đẹp. Tổng diện tích của lô đất là 988m, tại thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch. Đất thì vuông như một cái bánh trưng luôn. Vuông như một bánh trưng. Ở đây thì lô đất phù hợp với nghỉ dưỡng, rất là phù hợp, bởi vì là đây thì không khí rất là trong lành, an ninh tốt. Đấy, quanh đây thì cũng rất nhiều nghỉ dưỡng. Và lô đất thì cách đường quốc lộ 21 khoảng tầm hơn 1 km thôi. Vâng, khoảng một cây 2 đến cây rưỡi km, cây 2 đến cây rưỡi rồi ạ. Và lô đất thì cách trung tâm Hà Nội khoảng tầm 40 km, cách khu công nghệ cao khoảng tầm là 5 km của công nghệ cao. Và vị trí của lô đất tại thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch. Hiện tại bây giờ thì nếu ở Hòa Thạch thì khu vực này là khu vực giá đang rẻ nhất và là khu vực đáng để đầu tư. Đấy, quý anh chị quan tâm đến lô đất này thì xin hãy liên hệ với em nhé, Duy Tùng Dreamland. Vâng, cảm ơn quý chị đã theo dõi. Hiện tại bây giờ thì khu này thì em còn 5-6 lô nữa, toàn những lô đẹp, lô đáng để đầu tư, phù hợp với nghỉ dưỡng và đầu tư cũng rất là tốt. Đấy, ví dụ lô đất này cũng rất là đẹp. Đây, chính là lô đất của chúng ta đây, 988m đây. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.